Chào các bạn nhé, hiện nay tôi đang ở gian hàng của Tràng An. Và hiện nay trước mặt tôi đây là hai mẫu xe được đánh giá khá cao tại triển lãm ô tô Bắc Kinh lần này, à Thượng Hải lần này. Đây là mẫu Tràng An CS95. Và bên đây sẽ là mẫu Tràng An CS85. Nói qua về hai mẫu xe này, CS85 là một mẫu crossover, nó giống như kiểu X6 của mình ấy, và cũng rất là đẹp. Và CS95 thì nó giống với mẫu Explorer, mẫu SUV thực sự. Không có gì đâu, đấy nó mọi người có nói là giống Land Rover, mà tôi không nghĩ như thế. Thế chúng ta hãy lần lượt tìm hiểu hai mẫu xe này nhé. Đầu tiên là CS95 ạ. Dài 5m ạ. Đây là hệ thống đèn pha của CS95. Hai projector chắc là LED thôi, bởi vì Trung Quốc bây giờ họ chả dùng đến xe lông hay halogen nữa. Ghế tản nhiệt rất to và lớn. Có camera 360 độ nhé mọi người nhé. Camera đây. 4 cảm biến trước. Và có thêm cái này là cái gì nhỉ? À, chỗ để kéo xe. Khoảng khoảng cách. Khoảng kéo xe nhỉ. Đây là đèn LED định vị. Đây là nhan định vị trên. Trên này làm gì có đâu. Không biết nó là đèn gì, tôi nói tóm lại là chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Vì đây họ không bật đèn, chúng tôi cũng không biết nó là đèn định vị hay là đèn xi nhan. Xe này là động cơ turbo rồi, đây có chữ turbo đây, còn thông số kỹ thuật có thông số không? CS95. Tiếng Anh. Tôi sẽ chọn tiếng... Thì cứ đọc tiếng tàu nhỉ? Thôi tiếng gì chẳng được. Đây. Động cơ 2.0, chiều dài 4949, chiều rộng 1930, chiều rộng bé hơn T700 nữa. Bằng T700, 93. Chiều cao 1790 và chiều dài cơ sở 2810mm. Hộp số tự động 6 cấp. 360 N/m, không biết bao nhiêu mã lực. Ok, được rồi, sơ qua thì đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong để xem chi tiết nội thất của chiếc xe này. Ok, đây là khoang lái mọi người nhé. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng và có 3 vị trí ghế. Đây là nhôm phay mọi người ạ. Đây là có cả làm mát ghế này, chỉnh luôn ở trên đây, đắp ly cửa được và bọc da, và có chiếc tô loa thì không biết được dùng loa gì. Đây có chống trơn trượt này, hỗ trợ đổ đèo này, cảnh báo làn đường này, dừng tắt máy chỉnh đèn pha cao thấp. Xu hướng năm nay như là cái cửa gió điều hòa người ta làm theo kiểu như này, giống kiểu Volkswagen. Đấy, có cả loa center. Màn hình trung tâm, đây là màn hình giải trí đa phương tiện. Đây là các phím điều khiển. Tôi không biết nó điều khiển cái gì, thì không bật lên thì không biết. Phím bằng nhôm rất đẹp nhé mọi người nhé. Rất đẹp luôn. Các chế độ điều chỉnh sấy gương này, sấy kính này, cần số. Đây là phanh điện tử này. Đây điện tử này, có auto hold này. Đây là hộp đèn lô này. Có thiết kế rất đặc biệt, có cả sạc thoại cổng HDMI đó. Thẻ nhớ, có thẻ nhớ. Rất đẹp. Ừ.
Đâu, Pioneer ghi ở đâu? Vô lăng rất đẹp mọi người thấy không? Vô lăng được cắt xem động cơ đâu. Ồ, mình cứ mở thôi. Đây, cảnh báo làn đường này, cruise control này đúng không? Phanh khoảng cách này. À, chúng ta sẽ xem qua phần động cơ của chiếc xe này đi. Ôi, ắc quy được bọc kín hết mọi người ạ. Tất nhiên người ta bỏ ắc quy rồi. Động cơ 2.0 Blue Core. Blue Core giống kiểu Yamaha nhỉ, tiết kiệm nhiên liệu ấy, đúng không? TGDI nhắc hẳn ra là không động cơ gì. Đây là đây, động cơ của Tráng An luôn nhá. Lấy mã động cơ luôn. 4 máy 2.0 này của Tráng An hết cảm biến các thứ, tôi thấy như của Tráng An chứ không phải có bot đâu. Hãng này ở đây có cái bộ lọc gió này bot. Đấy, thiết kế cũng tương đối là gọn ghẽ, gọn gàng. À đúng rồi, đèn công nghệ LED, full LED technology. Và răng rất đẹp nhé. Vành 19, lốp 245/55, vành 19, vành rất đẹp. Và... Còn này là bản thấp rồi, bản này là bản tập trung. Ồ, kia bản 20. Ghế phụ là cũng chỉ điện. Đo gì cơ nhỉ? Cửa sổ chơi toàn cảnh. Đo gì cơ? Riêng vô lăng đo gì cơ? Phải đóng cửa. Đây là ghế phụ. Chiếc xe này được thiết kế 7 chỗ. Đây là bên chân khá trước sau khoảng được 30 phân đấy, khá rộng rãi. Ông vào ngồi đi, tôi quay cho. Để cho ông vào ngồi đi. Vào tôi ngồi nhá. Đây đèn hậu cũng full nét nhá. Đây cụ Hoàng Anh Trường cao 1m8, cụ ngồi thử hàng ghế ba này. Trương Hoàng Anh. À, Trương Hoàng Anh. Cụ cao 1m8, cụ ngồi hàng ghế ba. Hàng ba này cũng là vừa phải thôi, thì không phải quá rộng. Tóm lại là không ông thì giống kia. Kiểu Santa Fe thôi. Không, Santa Fe không được xe đâu. Này, chất hơn Santa Fe nói. Vướng không? Không vướng, còn khoảng 15 phân nữa đến đầu gối. Như này là vướng rồi. Như này thì hơi chật đúng không? Đầu gối sát rồi này. Vậy thì người trên cũng hơi chật. Con này nhau như là phê nhưng mà hẹp hành nhau rồi. Con 7 chỗ này là ngon rồi. Bình này thấy cái bình 1m82 mà. Đây là khu vực đèn hậu. Rất đẹp, khỏe khoắn. À, thiết kế hai ống bô này giả thôi mọi người ạ. Mã này là CS95 360T, không biết là 360 là gì. Vừa thấy khu vực đèn hậu đẹp không? Rất là đẹp luôn. Đèn hậu LED kéo dài xu hướng mới nhé. Rất là đẹp. Đứng xa xa để mọi người nhìn tổng thể chiếc xe này. Đấy, rất đẹp đúng không ạ? Số gì đó. Có, sao không? Chắc là độ ồn.
Da hết. Toàn bộ này được làm bằng da hết mọi người. Da hết này, nhôm phay này. Rất đẹp nhá, chỗ bố trí loa rất là đẹp. Cửa cái đúc nguyên khối rồi. Đóng cửa. Ok, xin cảm ơn mọi người nhá. Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục đến mẫu CS85.